Thưa quý vị, xả súng vào ban nhạc khiến 3 người bị thiệt mạng. 3 thành viên của hai ban nhạc nổi tiếng người Iran vừa bị bắn chết vào sáng qua ở Brooklyn, New York. Cảnh sát cho biết thủ phạm là đồng nghiệp của 3 người này. Tay này sau đó cũng tự sát. Nạn nhân thứ nhất là Ference Man, 27 tuổi, chơi guitar, nhóm trưởng ban nhạc Rock Yellow Dogs. Cảnh sát cho biết anh bị bắn vào ngực trong phòng ngủ tầng 2 ở tòa nhà Đông Williamsburg, nơi các thành viên ban nhạc sống và luyện tập. Nạn nhân thứ hai là anh trai của Ference Man, tên Aras, 28 tuổi, tay trống của ban nhạc Free Keys. Người thứ ba là một nhạc sĩ tên Ali Eskandarian, 35 tuổi, cũng theo cảnh sát, một nghệ sĩ đường phố người Iran khác cũng bị bắn vào cánh tay, thưa quý vị. Thủ phạm vụ xả súng này được xác định là Ali Rafi, 29 tuổi. Sau khi bắn chết 3 người, y đã tự tử trên sân thượng của tòa nhà. Phát ngôn viên nhóm Yellow Dogs, anh Ali Saleh Dehe cho biết, tay này là thành viên nhóm nhạc Free Keys. Anh nói thêm rằng một cuộc xung đột nhỏ đã dẫn đến bi kịch này.